Một nỗi buồn cứ nói đến là buồn rượi trong lòng. Có ai giống Thảo không? Đó là cái gì các bạn ơi? Đó là vết nắm chân sâu trên làn da mình. Dù lúc đó Thảo chỉ có 20 mấy tuổi thôi các bạn ơi. Thật sự ai đã từng trải qua cái nỗi đau của vết nắm chân sâu thì mới thấu hiểu được cái lòng của Thảo nha. Và Thảo xin chia sẻ. Và đây là cái combo đã giúp Thảo hỗ trợ cái vết nắm chân sâu của mình và đã giúp cho Thảo có một cái làn da như hiện tại. Thật sự rất là biết ơn. Thảo sẽ chia sẻ là những cái lần đầu mà Thảo xài đó mọi người, khi mà lần đầu Thảo sử dụng cái combo này là Thảo chỉ cải thiện có 30% thôi, và những lần sau nữa Thảo cải thiện được 50%, và như thế nào các bạn ơi, Thảo đã quyết định nhập hàng về Thảo bán luôn. Và Thảo có một cái buổi hội thảo tại Đà Lạt gần 1.000 khách hàng, các bạn có thể bấm vào cái kênh TikTok của Thảo để tham khảo các bạn nha. Thì đó, các bạn cũng đã biết một người bị nám chân sau mà cải thiện được 50% là rất là mừng. Ai bị nám chân sau mới hiểu được cái tâm trạng của Thảo các bạn nha. Cho nên những bạn nào đã bị vết nám chân sau đừng gọi buồn mọi người ơi, hãy thử cho mình cái cơ hội trải nghiệm cái combo này. Nói chung là như thế này nè, nếu như các bạn bây giờ đang có vết nám á, các bạn không có quan tâm đến cũng như là không có hỗ trợ bảo vệ, hỗ trợ dưỡng da, bổ sung dinh dưỡng á, thì cái vết nám nó sẽ ngày càng đậm lên. Còn những cái vùng da xung quanh mà nó không có bị nám đó mọi người, thì nếu mà nó thiếu dinh dưỡng á, là da của nó sẽ bắt đầu hình thành nám nữa. Cho nên nếu mà chị em nào đang bị nám thì cái việc đầu tiên quan trọng là gì, là hỗ trợ cái việc bảo vệ và cái việc chống nắng cho Thảo trước, và sau đó mình sẽ đem đến cái bộ sản phẩm đeo da của thương hiệu Emukin này các bạn nha. Thật sự Thảo rất là cảm ơn và biết ơn cái bộ sản phẩm này đã đem đến cái làn da hiện tại của Thảo. Và khi mà Thảo xài tới liệu trình thứ 9 thứ 10 là cái vết nám, Thảo gần như cải thiện rất là rõ rồi. Và hiện tại Thảo đã xài hơn 20 mấy lần rồi mọi người ơi, tại vì Thảo xài để duy trì cái nền da cũng như là hỗ trợ tăng sinh collagen, hỗ trợ trẻ hóa da. Cho nên chị em nào có cái điểm ví dụ như nám chân sau